Gia tộc Gojo họ là ai? Nguồn gốc của con mắt lục nhãn? Đó là những câu hỏi mà đến tận nay, những người theo dõi Jujutsu Kaisen vẫn còn đang thắc mắc. Để có thể tìm hiểu sâu hơn vào chủ đề này, chúng ta nên bắt đầu bằng những gì mà chúng ta đã biết về gia tộc này kể từ khi tác phẩm được ra mắt. Hơn 1.000 năm trước vào thời kỳ Heian, giai đoạn hoàng kim của chủ thuật, một nhóm gia tộc đã trở nên nổi tiếng trong giới chủ thuật sư, được gọi là Ngự Tam Gia. Ba gia tộc này vẫn luôn lớn mạnh, xuyên suốt các thời đại trong xã hội chủ thuật sư cho đến tận ngày nay. Chúng ta biết rằng gia tộc Gojo có nguồn gốc từ Michizane Sugawara. Đây chính là mấu chốt để chúng ta tìm hiểu về những bí ẩn đằng sau gia tộc này. Vậy Michizane Sugawara là ai? Cảnh báo video có thể chứa một số chi tiết spoiler, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Trước khi bắt đầu video, các bạn hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video nóng hổi mỗi ngày của chúng mình nhé. Anh em xem chùa hơi bị nhiều rồi đấy, ủng hộ tí đi. Thế nên là chỉ cần bấm đăng ký kênh thôi là quá mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh em nhé. Sugawara no Michizane, một trong tam đại oán linh nổi tiếng trong các câu chuyện được lưu truyền ở Nhật Bản, bên cạnh lãnh chúa Taira no Masakado và thiên hoàng Sutoku. Họ chết đi khi vẫn ôm những mối căm hờn trở dương thế, và linh hồn đã hóa thành oán linh, gieo rắc tai ương cho con người. Tuy nhiên ngày nay họ vẫn được người Nhật thờ kính, để cầu mong những oán linh này sẽ sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ con người thay vì mang đến đau khổ. Theo những ghi chép để lại, Sugawara no Michizane được biết đến là một học giả, nhà thơ và chính trị gia thời kỳ Heian của Nhật Bản. Ông là con trai cả của một gia đình học giả. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, mới 5 tuổi đã có thể sáng tác những bài thơ tào nhã. Chính vì là một người đa tài và học thức uyên thâm, Sugawara no Michizane được bổ nhiệm làm hữu đại thần, cánh tay đắc lực của hoàng gia Fujiwara. Năm 877, ông được bổ nhiệm vào bộ lễ và quản lý các vấn đề về giáo dục và trí tuệ. Ngoài ra, Michizane còn điều hành ngôi trường mà cha ông đã thành lập, Kanke Roka, và được bổ nhiệm là tiến sĩ văn học, vinh dự cao nhất của văn chương mà một người có thể đạt được. Dành cả cuộc đời để phụng sự thiên hoàng cũng như quốc gia, nhưng nhiều người không hài lòng với con đường thăng tiến của ông và đem lòng ghen ghét. Một trong số đó là tả đại thần Fujiwara no Tokihira. Sau khi thiên hoàng Uda thoái vị, nhường ngôi cho hoàng tử Daigo, thì bi kịch đã xảy đến với Sugawara no Michizane. Fujiwara no Tokihira đã nói với thiên hoàng Daigo rằng Michizane ủng hộ phe hoàng tử Tokiyo và đang âm mưu lật đổ thiên hoàng. Vì vậy, vị đại thần đã bị buộc tội, giáng chức và đầy tới Daizaifu, tỉnh Fukuoka. Sugawara no Michizane qua đời sau 2 năm ngục tù mà không được một lần bào chữa. Tưởng rằng Fujiwara no Tokihira sẽ thay cho Sugawara no Michizane nắm giữ quyền lực, nhưng ông cũng đột tử ở tuổi 39. Sau đó, một trận sét đánh vào hoàng cung lấy mạng vô số quý tộc, đến cả thiên hoàng Daigo, người đã giáng chức Sugawara no Michizane cho đến thái tử, đều lâm bạo bệnh mà qua đời. Sảnh tiếp kiến lớn của cung điện hoàng gia Shishinden bị sét đánh liên tục, bệnh dịch và hạn hán cũng lan rộng ra khắp cả nước. Người ta cho rằng tất cả sự việc này đều do Sugawara no Michizane nguyền rủa và báo thù. Chính vì vậy, triều đình đã xây nên ngôi đền Kitano Tenmangu ở Kyoto, khôi phục tước vị và chức vụ của ông, xóa bỏ việc lưu đày ra khỏi các ghi chép lịch sử. 70 năm sau, Sugawara no Michizane được tôn lên thành Tenjin, một vị thần của bầu trời và những cơn bão, hàng năm đều được người dân thờ phụng và tôn kính. Nói đến đây, chắc một số bạn cũng nhận ra có sự tương đồng với cả Satoru và Yuta Okotsu rồi phải không? Trong Jujutsu Kaisen, Yuta và Satoru được xem là hai chư thuật sư mạnh nhất trong thời kỳ của họ, đặc biệt là thầy Năm. Từ khi được sinh ra, anh là người đầu tiên sở hữu trong mình cả lục nhãn và vô hạ hạn trong suốt 400 năm qua, với truyền thống có nhiều vấn đề của các gia tộc trong xã hội cũ. Nên không lấy gì làm lạ nếu có khả năng ngay từ khi sinh ra, Satoru đã được những thành viên trong gia tộc cưng chiều hết mức, giống hệt với một vị vua. Trong nhiều bản dịch bao gồm cả wiki và nhiều bản dịch manga, không chỉ có bản tiếng Việt và tiếng Anh, có bên người ta sử dụng từ kế thừa, nhưng cũng có bên người ta sử dụng từ sở hữu. Một điều chúng ta chắc chắn rằng, vô hạ hạn chính là tương truyền thuật thức của gia tộc Gojo. Nhưng nếu chúng ta hiểu theo nghĩa là kế thừa, kết hợp với mối quan hệ giữa gia tộc Gojo và Sugawara no Michizane, hoàn toàn chúng ta có thể tin rằng không chỉ có vô hạ hạn mà cả lục nhãn đều là kết quả của dòng máu đặc biệt của gia tộc Sugawara. Trong chap 145, Tengen có nhắc đến hai điều. Đầu tiên là số phận của bà ta, tinh tương thể và lục nhãn. Cuối cùng, vào một thời điểm nào đó ở quá khứ, Kenjaku đã từng bị đánh bại hai lần bởi chư thuật sư sở hữu lục nhãn. Điều này cũng giải thích lý do tại sao mà hắn luôn cẩn trọng lên kế hoạch để phong ấn Satoru vào ngục môn cương. Lục nhãn cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát chú lực tuyệt vời,
Và điều quan trọng là bất cứ ai bảo vệ tinh tương thể đều phải rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người sử dụng lục nhãn phải là chú thuật sư mạnh nhất mới có thể thực hiện công việc của họ. Trong câu nói của Tengen, bà cũng không hề đề cập đến người đó có sở hữu thuật thức vô hạ hạn hay thuộc gia tộc Gojo hay không. Điều này chứng tỏ một chú thuật sư sở hữu cả vô hạ hạn và lục nhãn có thể là một chú thuật sư mạnh nhất. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng một chú thuật sư mạnh mẽ cũng có thể sở hữu lục nhãn và bất kỳ loại thuật thức bẩm sinh nào. Điều đó chứng minh cho chúng ta thấy rằng vô hạ hạn sẽ phụ thuộc vào lục nhãn chứ không phải là ngược lại. Nếu người dùng lục nhãn được sinh ra mà không có quyền kế thừa, điều đó có nghĩa là họ được sinh ra một cách ngẫu nhiên. Bất kể là một chú thuật sư nào cũng có thể được sinh ra với con mắt lục nhãn ở Nhật Bản, thậm chí có thể là toàn thế giới. Có một điều chúng mình cần giả định để tiếp tục với những lập luận của mình, chính là người dùng lục nhãn không phải lúc nào cũng tồn tại, và khoảng thời gian họ không được sinh ra trong một thời gian dài là một hiện tượng tự nhiên, không phải là một điều bất thường duy nhất trước khi Gojo Satoru ra đời. Chúng ta biết rằng, cứ 100 năm Tengen sẽ phải thực hiện quá trình đồng hóa một lần. Bây giờ chúng ta hãy đối chiếu với mốc lịch sử qua từng thời kỳ của Jujutsu Kaisen. Đầu tiên, thời kỳ Heian từ năm 794 đến 1185. Như chúng ta đã biết, thì đây là thời kỳ hoàng kim của chú thuật. Vậy chúng mình sẽ ước tính khoảng thời gian Tengen thực hiện quá trình đồng hóa. Trong giai đoạn này sẽ rơi vào khoảng 1006. Thứ hai, thời kỳ Edo Keicho 1003 đến 1867, 1596 đến 1615. Đây là khoảng thời gian mà cuộc chiến giữa một người trong gia tộc Gojo sở hữu vô hạ hạn và lục nhãn với một người trong gia tộc Zenin sở hữu thập trùng ảnh pháp thuật. Vậy quá trình đồng hóa của Tengen trong giai đoạn này rất có thể sẽ rơi vào khoảng 1506. Cuối cùng, Nhật Bản hiện đại cũng là mốc thời gian các sự kiện của Jujutsu Kaisen đang diễn ra. Quá trình đồng hóa của Tengen rơi vào năm 2006 như chúng ta đã biết. Tuy rằng những mốc thời gian này không nói rằng người sở hữu lục nhãn không tồn tại khi quá trình đồng hóa diễn ra, nhưng nó cũng không quá mâu thuẫn vì khoảng thời gian lục nhãn xuất hiện không quá cần thiết phải trùng khớp chính xác với thời điểm đồng hóa, vì họ có thể ở mọi lứa tuổi. Ít nhất, chúng phải tồn tại trong vòng 100 năm trước khi quá trình đồng hóa diễn ra. Ví dụ, người dùng lục nhãn cộng vô hạ hạn mà Gojo nhắc đến với Megumi rất có thể chính xác là người được ngụ ý trong fanbook. Người dùng lục nhãn tồn tại khoảng 400 năm trước khi Satoru sinh ra vào năm 1989. Đó là vào khoảng năm 1589, gần với thời kỳ Edo, Keicho. Sự đồng hóa của Tengen diễn ra vào năm 1506. Vì vậy, người sử dụng lục nhãn vào thời đó phải sinh trước năm đó. Nếu người sở hữu lục nhãn và vô hạ hạn của gia tộc Gojo cũng chiến đấu với người sở hữu thập trùng ảnh của gia tộc Zenin trong thời kỳ Edo, Keicho, họ sẽ làm điều đó rất muộn trong cuộc đời. Nếu người sở hữu vô hạ hạn xuất hiện ở năm 1502 và quá trình đồng nhất của Tengen cũng chính xác ở độ tuổi đó, thì khi cuộc chiến của hai người trong gia tộc Gojo và Zenin diễn ra sẽ rơi vào khoảng năm 1596, từ độ tuổi từ 94 trở lên, tùy thuộc vào chính xác là khoảng 400 năm. Tiếp theo, nếu quá trình đồng hóa của Tengen cũng xảy ra vào khoảng năm 1006 ở thời kỳ Heian, chúng ta có thể giả định rằng người sở hữu cả vô hạ hạn và lục nhãn có tồn tại trong thời kỳ Heian. Nhưng mà khoan từ từ đã, người sở hữu cả lục nhãn và vô hạ hạn tồn tại ở thời kỳ Heian? Chúng ta không thể quên được trong thời kỳ này có sự tồn tại của Nguyền Vương Sukuna. Vậy nếu một chú thuật sư sở hữu cả lục nhãn và vô hạ hạn tồn tại ở thời kỳ Heian như vậy, thì làm thế nào mà Sukuna có thể bất bại khi hắn ta cũng đang chiến đấu với nhiều chú thuật sư khác ở thời kỳ này? Có lẽ có rất nhiều yếu tố khi chúng ta đề cập đến cuộc chiến này. Có thể lúc này đây, họ cực kỳ sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của Sukuna, nhưng cũng có thể do Tengen đã ra lệnh cho họ chờ đợi vì việc đồng hóa đang tiến đến gần, hoặc đơn giản họ không hề có tài năng như Satoru. Sukuna luôn coi thầy Năm là một đối thủ mà hắn ta mong chờ từ rất lâu. Mọi người có thể thấy trong trận chiến giữa hắn và Satoru, không chỉ có thầy Năm mà Sukuna cũng thực sự tận hưởng cuộc chiến đó. Nên chúng mình có thể đoán rằng, trong cuộc chiến ở thời kỳ Heian, Sukuna không chiến đấu với người sở hữu cả lục nhãn và vô hạ hạn. Heian là thời đại hoàng kim của chú thuật. Nếu có bất cứ điều gì thay đổi xảy ra trong lịch sử của thế giới chú thuật, thì Heian chính là thời điểm dành cho điều đó. Thời đại hoàng kim của chú thuật và lục nhãn. Vậy thời đại hoàng kim của chú thuật và lục nhãn, chúng có thể có mối liên hệ gì? Ngay khi chú thuật đang ở thời kỳ hoàng kim, thời kỳ Heian, lúc đó cũng là thời điểm mà Ngự Tam gia ra đời. Bây giờ, nếu gia tộc Gojo kế thừa lục nhãn từ lâu, thì nói gia tộc Gojo nổi lên là không chính xác.
Sẽ đúng hơn nếu mô tả họ đã ở cái vị trí đó như một gia tộc nổi bật, trong khi hai gia tộc khác đang tìm mọi cách để bắt kịp họ trước khi xét đến sức mạnh của Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn. Chúng mình nghi ngờ có điều gì khác thậm chí còn quan trọng hơn cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn đã thúc đẩy gia tộc Gojo hơn nữa. Điều chúng mình muốn nói, có vẻ như gia tộc Gojo đã có một bước nhảy vọt trong thời đại Heian cùng với hai gia tộc còn lại. Sau một số lần quay lại, sự hợp nhất của Tengen và sự ra đời của người sở hữu Lục Nhãn dường như rất trùng khớp với thời đại Heian. Và vì vậy chúng mình đưa ra giả thuyết rằng sự nổi lên của họ có liên quan đến đôi mắt Lục Nhãn. Chúng ta cũng biết rằng Vô Hạ Hạn hoàn toàn vô dụng nếu không có Lục Nhãn, nhưng lại mạnh mẽ đến mức phi lý khi có nó. Kết hợp với cách giải thích trên, với giả định về việc người dùng Lục Nhãn được sinh ra ngẫu nhiên như thế nào, chúng ta có thể đi đến giả thuyết việc Lục Nhãn được mang theo bởi một người dùng Vô Hạ Hạn từ gia tộc Gojo trong thời đại Heian chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu có điều gì có thể học được từ Satoru, thì chú thuật sư đó sẽ sử dụng sức mạnh to lớn không giống ai. Sẽ không có gì lạ nếu điều này một mình thúc đẩy gia tộc Gojo trở nên nổi tiếng trong thời đại Heian. Vấn đề nằm ở chỗ, làm thế nào gia tộc Gojo vẫn có liên quan cho đến tận bây giờ? Có hai vấn đề. Một, việc Lục Nhãn có thể xem như một món quà của gia tộc Gojo là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều đó có nghĩa là sự may mắn này rất khó có thể lặp lại. Ngoài ra, còn có một khoảng thời gian mà Lục Nhãn hoàn toàn không được sinh ra, khiến cơ hội có được người sở hữu cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn của gia tộc Gojo giảm xuống 0% trong một khoảng thời gian dài. Vì chúng ta đã biết, gia tộc Gojo có ít nhất hai người dùng Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, nên câu trả lời khá rõ ràng. Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo Lục Nhãn được kế thừa trong gia tộc Gojo. Lời thề ràng buộc chủ yếu ảnh hưởng đến một cá nhân hoặc hai bên, nhưng chúng mình không loại trừ khả năng lời thề ràng buộc ảnh hưởng đến toàn bộ con cháu của một người. Giản dị lãnh địa như một kỹ thuật bị hạn chế bởi một lời thề ràng buộc để người dùng nó không thể dạy nó cho bất kỳ ai khác ngoài huyết thống gia tộc Ashiya. Điều rút ra từ thực tế này là huyết thống có ý nghĩa quan trọng trong thế giới chủ thuật sư. Vì vậy chúng mình nghĩ rằng một lời thề ràng buộc ảnh hưởng đến huyết thống của một người là có thể thực hiện được. Dù sao đi nữa, gia tộc Gojo đã đưa ra lời thề ràng buộc nào đó để đảm bảo rằng Lục Nhãn được kế thừa trong gia tộc Gojo. Đầu tiên, chúng ta phải biết họ đang lập lời thề với ai. Tengen. Chúng mình không biết liệu Tengen có am hiểu hoàn toàn về sự ra đời và chu kỳ của Lục Nhãn hay không, nhưng chúng ta biết rằng Lục Nhãn tồn tại để phù hợp với sự tồn tại của Tengen. Đó là điều ngẫu nhiên trước lời thề ràng buộc, nhưng đó cũng là điều mà Tengen đã quyết định. Thứ hai, chúng ta hãy thảo luận về giá cả và cái lợi nhận lại. Rõ ràng là gia tộc Gojo muốn kế thừa Lục Nhãn, nhưng họ phải trả giá bằng cách nào? Đây là những suy đoán của chúng mình. Gia tộc Gojo không thể sinh con với tương truyền thuật thức ngoài Vô Hạ Hạn. Điều này không chỉ cần thiết mà còn là mức giá phù hợp cho Lục Nhãn. Nếu gia tộc Gojo có thuật thức khác, thì có khả năng Lục Nhãn sẽ thuộc về người không sở hữu Vô Hạ Hạn. Vì vậy, việc giới hạn thuật thức của gia tộc Gojo ở Vô Hạ Hạn là cần thiết để tránh trường hợp như vậy. Tuy nhiên, hạn chế này cũng là một cái giá đắt phải trả. Vì Vô Hạ Hạn hoàn toàn vô dụng nếu không có Lục Nhãn, gia tộc Gojo sẽ phải tồn tại hàng trăm năm mai một nếu không có Lục Nhãn trong hàng ngũ của họ và phải sử dụng đến những thuật thức không bẩm sinh giống như thuật thức kết giới và các chú cụ. Đó không phải là ngày tận thế, nhưng điều này phù hợp với lý do tại sao Ino nói rằng gia tộc Gojo sẽ mất đi quyền lực chỉ vì Satoru bị phong ấn. Mặc dù không có gì có thể ngăn cản họ tập hợp các thuật thức kế thừa mạnh mẽ như gia tộc Genin đã làm. Ai chà chà, rất có thể chính lời thề ràng buộc đã ngăn họ làm như vậy. Đó có thể chính là lý do. 400 năm cũng có thể là cái giá mà gia tộc Gojo đã phải trả để đảm bảo quyền thừa kế của Lục Nhãn. Giả sử rằng trước lời thề ràng buộc, Lục Nhãn được các chú thuật sư ngẫu nhiên sở hữu, sẽ rất nguy hiểm nếu lời thề ràng buộc cho phép Lục Nhãn được kế thừa bởi một gia tộc nhất định. Vì gia tộc đó có thể sản sinh ra càng nhiều con càng tốt, để có được người sở hữu Lục Nhãn ở bất kỳ thập kỷ nào và thế kỷ nào. Vì vậy, khoảng thời gian 400 năm được áp dụng để tránh việc gia tộc Gojo mãi mãi thống trị thế giới chú thuật sư. Cá nhân chúng mình thích nó hơn nếu chu kỳ của Lục Nhãn không phải là thứ mà Tengen có thể kiểm soát thông qua một lời thề ràng buộc. Vậy lợi ích của Tengen là gì khi thực hiện điều này? Trước lời thề ràng buộc, Lục Nhãn được một chú thuật sư trong nước ngẫu nhiên sở hữu và điều đó có nghĩa là sức mạnh tổng hợp của Lục Nhãn sẽ khác nhau giữa các thuật thức. Lục Nhãn kèm với thuật thức nào cũng được, nhưng Lục Nhãn với Vô Hạ Hạn thì quá hoàn hảo. Sẽ không có gì có thể mang lại sự kết hợp tốt hơn và Tengen sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến người dùng Lục Nhãn. Đó là một giao dịch tuyệt vời cho Tengen. Lời thề ràng buộc này cũng xảy ra vào thời đại Heian khi chú thuật đang ở đỉnh cao và không ai biết đây là đỉnh cao hay khởi đầu của một đỉnh cao lớn hơn.
Vì vậy, sẽ có nguyên nhân lo ngại trong tương lai, chú thuật đã phát triển đến mức lục nhãn và thuật thức nào cũng không cắt được. Lục nhãn được kế thừa từ một gia tộc nhất định, đồng nghĩa với việc nó có sự tập trung quyền lực. Nếu Tengen là một chú thuật sư tìm kiếm hòa bình, thì việc thiên vị hoặc độc quyền quyền lực cho một gia tộc nào đó để bà ta yên tâm hơn không phải là điều bà nên làm. Đây là lý do tại sao việc người dùng lục nhãn được sinh ra ngẫu nhiên lại quan trọng. Có một sự ghen tị và căm thù đối với gia tộc Gojo do lục nhãn gây ra. Khi không có lục nhãn trong gia tộc Gojo, thật khó chịu khi các gia tộc khác không thể bất cần trách va họ, nhưng họ vẫn có thể nén nỗi thất vọng đó bằng sự thờ ơ. Tuy nhiên, khi lục nhãn xuất hiện, sự thờ ơ đó biến thành ghen tị và hận thù. Mọi bực bội dồn nén đều đồng loạt tuôn ra. Tuy nhiên, sự thất vọng không nguôi này sẽ không hướng tới gia tộc Gojo, vì lục nhãn và vô hà hạn có thể đẩy lùi họ một cách dễ dàng. Vì vậy, cuối cùng họ cũng chỉ có thể tự đầu độc mình để theo đuổi quyền lực nhiều hơn. Nhưng việc Tengen chấp nhận lời thề ràng buộc đã góp phần tạo ra bầu không khí căng thẳng, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nếu máu đổ vì sự căng thẳng được tạo ra bởi sự kế thừa của lục nhãn trong gia tộc Gojo, thì Tengen đã gián tiếp làm tổn hại đến thứ mà bà ta đang cố gắng bảo vệ, có lẽ là nhân loại. Không giống như gia tộc Zenin, nơi các chú thuật sư nam giành được quyền lực và sự phân biệt đối xử được chấp nhận, gia tộc Gojo hơi khác một chút. Mọi người ngoại trừ một người đều không quan trọng trong hàng trăm năm. Nền văn hóa này sẽ vô cùng đáng lo ngại khi chứng kiến gia tộc đã đánh mất cá tính của mọi người vì lợi ích của một cá nhân duy nhất. Thật không công bằng cho một cá nhân cuối cùng đã tự mình gánh vác cả gia tộc. Người này sẽ phải làm mọi việc vì gia tộc của mình, phải chịu đau khổ thay họ, hoặc làm mọi việc vì lợi ích của họ và coi thường nỗi đau của gia tộc mình. Cả hai lựa chọn đều làm tổn thương ai đó, nhưng cả hai lựa chọn đều không sai. Và thật khó để đi theo con đường nào vì những đau khổ đã tích lũy hàng trăm năm và niềm tin nửa vời sẽ không thể cắt đứt được. Nói một cách đơn giản thì chúng mình thấy thú vị hơn nếu cả ba gia tộc lớn đều có tội lỗi của riêng mình, thay vì chỉ có mỗi gia tộc Zenin và Kamo. Gia tộc Zenin có sự phân biệt đối xử cực độ, được coi là tội lỗi của họ, trong khi Kamo lại gặp phải sự cố bào thai bị nguyền rủa, bức họa chín trạng thái. Sẽ thật nhạt nhẽo nếu gia tộc Gojo chỉ là một gia tộc dựa vào một người mà không có bất kỳ dấu hỏi chấm nào. Video này được tài trợ bởi Samasoft. Trên tay mình đây là poster Jujutsu Kaisen mừng thầy năm còn một nữa. Samasoft xin khuyến mãi với giá đặc biệt ưu đãi. Bao nhiêu ạ? 20.000. Chỉ với 20.000 các bạn có thể có một poster cực kỳ đẹp như thế này để trang trí trên phòng. Và tất nhiên rồi, hãy click vào đường link bên dưới để nhận khuyến mãi cực kỳ ưu đãi của Samasoft nhé. Cảm ơn các bạn. Bye. Đó là những giả thuyết của chúng mình đưa ra về bí ẩn của gia tộc Gojo cũng như đôi mắt lục nhãn. Liệu mọi người có ý kiến khác về chủ đề này không? Đừng ngần ngại để lại ý kiến cho chúng mình được biết ở phần bình luận phía dưới nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya! Và bây giờ là đến chuyên mục comment hay 7 ngày xuống cuối. Tiền không phải là tất cả, nhưng nếu muốn có tất cả thì phải có tiền. Nghe về cái chết của Megumi em khóc nguyên một tuần anh ạ. Cách duy nhất để chấm dứt xung đột là tận diệt tất cả sự sống. Làm gì mà phải đạc vậy bro?